Hello, chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của Kawin, game bài đổi thưởng. Và ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ lên cho anh em cái clip về cái cách bắt cầu tiếp. Và ngày hôm nay là cái ngày đặc biệt, là ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5. Không biết ấy, mấy cái ngày vừa qua ấy, anh em kiếm tiền theo cái công thức của tôi gọi là đi chơi 30 tháng 4, 1 tháng 5 như thế nào rồi nhờ. Và hôm nay thì anh em ạ, đúng là cái ngày mà gọi là mưa to, gọi là ở Hà Nội ấy. Tôi định bảo là để hôm nay về để cho nó đỡ kẹt xe. Tại vì xe máy của tôi thì tôi để ở quê rồi. Vừa rồi thì tôi lên Hà Nội tôi không cầm theo, đi ô tô cho nó nhanh ấy. Trong những lúc đó thì còn thỉnh thoảng gọi là nắn cầu một tí xem sao. Nhưng mà hôm nay ấy, mình nhận ra rằng là bây giờ nó chỉ có xe buýt chạy thôi, chứ xe khách nó không chạy một cái nào cả. Rất là đen anh em ạ. Hôm nay thì tôi đầu tư ở cái mức gọi là 120 triệu. Tôi vừa quay hũ được lên 4 triệu 723 nghìn đấy. Và ngày nay thì tôi sẽ tiếp tục đi theo cái quy trình gọi là một đảo một thuận và đảo hay là thuận. Đấy là tùy theo ngày hôm nay nó chạy, đúng không? Và tôi sẽ đi theo cái công thức là cái cộng xí ngầu, được chưa ạ? Vẫn đi theo công thức hàng ngày. Và ngày hôm nay là ngày thứ 3, chúng ta sẽ đi theo cái tuần này, đúng không? Anh em nhớ, tôi định ấy, gọi là sau hết cái ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 ấy, thì tôi mới lên cho anh em clip cơ. Nhưng mà cái gì cái tôi rất hiểu là anh em ấy, anh em những cái người mà làm video ấy, tôi rất hiểu anh em cần gì và anh em muốn gì. Và anh em cần gì tôi làm gì ở, tôi làm gì cho anh em, đúng không? Và tôi rất hiểu là cái ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là cái ngày nghỉ lễ, anh em ở nhà không có cái gì chơi, có đúng không? Thế nên, vậy nên là tôi lên cho anh em clip để anh em có thể tham khảo về cái cách chơi của tôi để chúng ta hướng tới chiến thắng, được chưa ạ? Và bây giờ nhá, thì tôi cứ thế mà gọi là lặn cho anh em xem cái con này về và tôi sẽ chỉ cho anh em tiếp vào cái con xí ngầu ngày hôm nay chúng ta bắt, được chưa ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái con 2 cộng với 3 bằng 5, chúng ta sẽ có con lẻ. Thì tôi xem luôn con trước nhá. Con trước thì nó cũng là, anh em tắt một cái con xí ngầu 1 này đi này, tắt con xí ngầu 1 này đi là anh em sẽ biết là phải, nó sẽ ra về cái trường hợp này. Nó cũng gọi là 2 cộng 3 bằng 5, tiếp tục là lẻ này. Con trước thì nó cũng là 5 cộng 1 bằng 6. Chẵn lại về xỉu, lẻ xong lại bắt đầu lại về xỉu. À, có nghĩa ấy, là bây giờ cái con lẻ này nó ép chúng ta phải đánh tài đi theo kiểu cái chế độ đảo công thức đây mà, đúng không? Ban đầu thì tôi cứ vồ vào tầm khoảng là 20 triệu để xem sao nhá, 723 nghìn. Đấy, cứ đi kiểu là bình tĩnh thôi, bình tĩnh tự nhiên. Trong cái vốn gọi là 124 triệu này, tôi cũng chưa biết được rằng tôi sẽ kiếm được bao nhiêu trong ngay. Nhưng mà ấy, tôi sẽ cố gắng hết mình về cái công thức của tôi, không đi lệch một tí nào anh em nhá. Cầu là cầu và công thức là công thức, được chưa ạ? Đấy. Anh em thấy không? Tận đến bên xỉu, tận tỏi 6 bên này có 800 củ rồi. À, nặn ra này, 23 này. Úi dồi ôi, ok nhá, 232 này. Ban đầu chúng ta sẽ phải đi đảo công thức luôn này. Và bây giờ 3 cộng 3 bằng 6 chúng ta sẽ có con chẵn. À bây giờ phải về thuận, nó vừa lúc nãy đảo rồi. Và bây giờ nhá, nó vẫn là lẻ xỉu đúng không? Bây giờ con chẵn này thì nó lệch đi đâu được đúng không? Con chẵn này chúng ta sắp chắc chắn thì chúng ta sẽ phải đi tài ở cái phát này rồi. Đấy, đi 55 triệu luôn chứ còn gì nữa, 555 nghìn đúng không? Đấy, cứ bình tĩnh mà như thế mà đánh thôi. Và cái tay này ấy, đánh làm sao mà nhà cái không có thể đỡ được cái tay này nữa, đúng không? Đây nhá, không cần phải đi theo kiểu là cái chiều hướng một đảo một thuận luôn. Mà sau khi mà nó gãy một cái là tôi biết sử dụng theo kiểu gì luôn nhá. Tại vì nhá, bây giờ ấy, ban đầu bảo ông tắt cái xí ngầu 1 này đi. Các ông thừa hiểu được rằng là cái con xí ngầu 2, xí ngầu 3 nó chạy như nào rồi, có đúng không? Chẳng cần tôi còn phải gọi là giải trình cho em làm gì nhiều. Tại vì đa số phần trên kênh của tôi rất là nhiều những em người cũ, cũng những anh em ấy cũng có, nhưng mà những anh em ấy cũng đã cần là tham khảo cho, đã tham khảo ở những cái clip mà tôi lên rồi, có đúng không ạ? Thế thôi. Thôi bây giờ cứ thế mà nặn đã này, 4 này, đây 4 5, chẳng hẽ nó lại ra 1, đúng không? Lấy đâu ra cái con 1 này? Và bây giờ này, tiếp tục chúng ta sẽ có một con 5 cộng với 2 bằng 7. Thì cái con lẻ này thì chúng ta lên lại về đánh xỉu đúng không? Cứ chẵn tại lẻ xỉu thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vồ vào tầm khoảng là 22 triệu này, 22 triệu này. Đương nhiên đấy anh em ạ, tôi bảo rồi, những cái ngày mà chúng ta gặp cái cầu đảo luôn hay là thuận luôn thì chúng ta mới đẹp thôi. Còn những cái ngày mà nó gặp một đảo một thuận ấy thì chúng ta đương nhiên, những cái ngày đó thì chúng ta sẽ phải đi theo cái chiều hướng, à đâu, chúng ta đương nhiên sẽ phải đi theo về cái gọi là một đảo một thuận thì chúng ta sẽ không thể là thắng không được. Thì chúng ta đương nhiên phải phụ thuộc vào những cái tay thắng. Và sau khi những cái tay thắng xong thì chúng ta, những cái tay sau chúng ta phải giảm tốc độ đi tiền xuống, tránh cái trường hợp mà chúng ta bị gãy, đúng không ạ? Đấy, dù nhá, bây giờ các ông đánh 10 tay theo công thức mà trong những cái ngày mà chúng ta đen, chúng ta gặp một đảo một thuận, chúng ta còn biết được cái cách mà chúng ta xử lý, đúng không? Thì chúng ta vẫn có cái lượng tiền để chúng ta có thể chiến thắng.
Cứ đúng không ạ? Không được nhiều thì các ông đầu tư ở cái vốn nhỏ thì các ông cũng phải là đến 1 đến 2 triệu đúng không? Đây, 1-3 này chắc chả cần phải gọi là nặng nhiều nữa đúng không? Đẹp chưa? Đấy, và bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ có một con 4 cộng với 1 bằng 5. Con lẻ này thì chắc chắn chúng ta lại phải đi xỉu và chúng ta lại đi giảm đi tí nhá. Và bây giờ chúng ta chỉ đi tầm khoảng là 12 triệu thôi. 2 triệu và 415.000. Nói đâu xài ra, từ nãy giờ tôi vẫn đang được tầm khoảng là 40 triệu ở trong những cái video clip này đấy. Đấy, đấy là về cái gọi là cái phận là đầu tư của tôi đấy. Ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nghĩ đến cái trời mưa thôi mà nghĩ nó chán đấy anh em ạ. Bây giờ nha, những cái ông nào đang ở miền Bắc giống tôi ấy, những anh em nào đang ở Hà Nội ấy, sau khi tối tôi đi mời ăn buffet hải sản với tôi cũng nên. Tại vì những cái ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ấy, tại vì cái các nhà hàng ở Hà Nội thì đương nhiên nó không mở được. À nó không đóng được, tại vì những cái ngày đó thì mới là cái ngày câu khách của bọn nó có đúng không? Mới là cái lúc mà đưa người yêu đi chơi, là đưa vợ con đi chơi chẳng hạn. Như tôi thì chắc chỉ có đi qua cái bên khách sạn nằm gọi mấy em chân dài các thứ thôi. Đây, 532 đã đẹp chưa? Đã đẹp chưa? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có cái con chẵn này gọi là 5 cộng 3 bằng 8. Chúng ta có con chẵn này thì tội gì mà chúng ta sẽ không phải tài cái phát này có đúng không? Sẽ không đi tài phát này và bây giờ sẽ đi một nửa đi. Bây giờ vừa đi 12 triệu thì chúng ta sẽ đi 6 triệu thôi. Đấy, và 209.000. Đấy, cứ giảm dần lại đúng không? Cứ giảm dần lại. Bây giờ các ông tập cho mình một cái thói quen như thế thì tôi đảm bảo với anh em nha, sau một năm nha, anh em á, theo khi á, mỗi ngày các ông kiếm vài trăm thì đối với cả những em đi làm, đang đi làm công ty ấy, tôi chỉ khuyên anh em chỉ đầu tư ở cái mức độ gọi là 1 đến 2 triệu thôi. Ngày các ông kiếm được 200-300 nghìn cộng thêm cái ngày các ông đi làm nữa, đúng không? Thế bây giờ không phải là tháng các ông 20 triệu à? Một năm bây giờ không phải là các ông để ra tầm khoảng là hơn 200 triệu à? Chứ cái tiền ăn tiền uống đi, công ty thì đã nuôi các ông rồi đúng không? Trả tiền phòng, trả tiền ăn buổi tối cho các ông nữa, đúng không ạ? Ông nào tăng ca thì các ông ấy thì được thêm cả về cái phần mà ăn luôn buổi tối thì về các ông trả mỗi tiền phòng thôi, đáng bao nhiêu, đúng không? Nặn ra này, 24 này, ok nhá, bây giờ gãy nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ lại phải về đảo công thức và anh em biết phải đánh như nào ấy. 4 cộng 3 bằng 7. Vừa một con chẵn ở xỉu xong thì bây giờ con lẻ này đương nhiên thì chúng ta sẽ phải nằm ở xỉu tiếp mà chúng ta quất rồi đúng không? Nhưng anh em ạ, bây giờ chúng ta được 60 triệu rồi thì tội thì chúng ta mà phải tiếp đúng không? Vừa cũng gọi là đủ đến cái thời gian mà chúng ta nghỉ. Nghỉ thôi tầm khoảng một tiếng sau lại lên cho anh em một clip. Cứ mỗi lần xong như này này, tôi thường rút hết cái số tiền lãi. Sau đó thì cái số tiền gốc thì tôi để nguyên, tí nữa tôi lại trông tiếp mà. Ok nhá, thì cái clip ngày hôm nay thì Kawin game bài đối tượng xin dừng lại ở đây thôi. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo của mình anh em nhé.